Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hiệp 06 cũng như là đang theo dõi cái dự án code một con dự án bất động sản của mình ha. Thì cái dự án này mình đang làm tới cái đoạn là hôm vừa rồi á, là làm tới cái đoạn là chỉnh sửa thông tin cá nhân thì phải. Thì hôm nay bắt đầu mình sẽ làm tiếp những cái chức năng thuộc về của cái thằng user nha. Tức là một cái thằng user nó có những chức năng nào thì mình sẽ làm hết cho nó luôn ha. Thì đầu tiên là cập nhật thông tin cá nhân này, đúng không? Nó được xem sửa thông tin cơ bản cá nhân cơ bản của nó này. Thứ hai nữa là nó phải được gọi là thích này, đúng không? Thêm vào một cái danh sách yêu thích, giả sử như nó muốn theo dõi hoặc là nó muốn quan tâm yêu thích một cái dự án nào thì nó có thả tim như dự án đó, đúng không? Rồi thứ ba nữa là nó có thể làm gì anh em, đánh giá số sao nha, nếu mà có, tại vì cái này mình không biết, để xem cái DB thử mình có làm cái đánh giá số sao không. Thứ tư từ nữa là cái chức năng gọi là bình luận ha, giả sử như họ có cái gì cần trao đổi với dự án này hay là họ review về cái, tức là một cái dự án nó có nhiều khu chẳng hạn đó, thì họ thuê được một khu rồi họ thấy ok họ vô họ feedback là ok này nọ để người ta đọc comment ha. Tại vì trước khi quyết định xuống tiền một cái dự án nào đó thì thường hay sẽ đọc comment của những người đi trước ha. Đấy thì mình sẽ làm full hết những cái chức năng đó cho một cái thằng user, sau đó là mình mới qua cái chức năng của cái thằng agent nha, tức là để cho nó đăng bài, nó chức năng đăng bài làm theo lần lượt ha. Thì cái dự án này delay cũng khá lâu rồi, là do mình cũng đang trong cái tiến độ công việc của mình, cái công việc chính của mình nó đang có nhiều cái deadline ha, nên mình không có dành nhiều thời gian được ở này, anh em thông cảm nhé. Thì mình sẽ cố gắng là sẽ quay video, khi nào rảnh thì mình sẽ quay cho anh em ha. Rồi thì trước mắt là mình phải làm chức năng là thêm vào danh sách yêu thích, đúng chưa? Thì để mà thêm được á thì mình cần phải thả tim cho những cái làm một cái hiệu ứng thả tim ở cho những cái thằng hoặc là làm một cái nút yêu thích, là một cái nút yêu thích cho những cái thẻ như thế này. Đấy, và mình chợt nhớ ra là mình chưa làm cái trang detail, tức là khi mà nó list ra như này thì mình không có kích vô mình xem được. Thì cái nào trước thì mình ưu tiên làm trước. Thì mình phải có cái trang detail trước, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm cái trang detail. Qua bên cái layout này của mình ấy thì anh em thấy là mình không có, nó không có cái trang chi tiết đó, thì mình tự tự chém thôi, đúng không? Tự làm thôi, thì web của mình tự làm mà, thì mình mấy cái này tự làm được, nếu có sẵn thì mình làm theo nó cho nó nhanh, được không thì mình tự làm ha. Thì cũng theo một cái format là như này luôn đó, mình muốn là nó theo một cái format như này luôn, tức là nó sẽ có một cái hình cắt như này đó, và trên này nó để là property đúng không, thì mình sẽ để là cái tựa đề, hoặc là mình sẽ để là gọi là gì nhỉ, gọi là detail kiểu vậy, mà cái chữ property này như mình viết sai này, mà đúng ra nó là properties đó, nó là cái CE cuối nha. Đấy, mình viết như thế này, nhưng mà nếu anh em lên Translate á thì vẫn dịch ra được nha, tại hai đó như sao ná ná nghĩ nhau á, thằng này có nghĩa là tài sản này, còn thằng thằng này thì thằng property này cũng có hiểu là tài sản bên trong cái lĩnh vực là bất động sản nha. Nên kệ không sao. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái trang detail vì nói nhiều quá rồi. Trước mắt thì property này, rồi bây giờ trong cái dòng public đúng không, anh em tạo thêm cho mình một cái new file đi, mình sẽ đặt là property này, property đi theo đấy chấm JSX, rồi mình sẽ là RFE nhé. Có nhiều anh em không biết là khi nào thì dùng file JS, khi nào thì dùng file JSX, thì nói chung là anh em cứ hai cái file này ná ná nhau thôi, anh em cứ xài hết JS cho mình nha. Xài JS cũng được, tại vì cái đúng ra là những cái file nào á mà nó không có return ra một cái đoạn code HTML á thì anh em có thể để nó là JS nha, còn khi mà nó đã return ra một cái đoạn
HTML mà để render á. Render giao diện thì nên là DGX nha, thì nó hỗ trợ vậy thôi. Một cái trang property detail này, sau đó là sẽ đưa nó vào trong cái thằng index này đúng không? Mình sẽ là property này. Detail. Ok. Xong rồi, bây giờ sẽ tạo cho nó một cái path để mà nó dẫn một cái đường link đúng không? Thì mình sẽ cần một cái path ở trong cái thằng public này. Đó thì mình chỗ này mình sẽ để là property này. Detail này. Thì cái này á nó detail có nghĩa là mình sẽ vô chi tiết từng bài một, thì làm sao để phân biệt chi tiết từng bài một thì phải dùng ID của nó đúng chưa? Thì mình sẽ có gọi là detail. Rồi, như vậy thôi. Và mình sẽ cần một cái để mà định nghĩa cái ra cho nó, tức là nó phải ăn theo cái ID, thì mình sẽ dùng là ID ở đây. Đấy, mình sẽ dùng ID làm param anh em ạ. Đấy, chỗ này mình sẽ để là ID. Còn cái detail này á là để mình truy cập vào, còn cái này là để mình định nghĩa này. Còn cái này mình truy cập vào mình sẽ cộng thêm một cái ID cụ thể. Còn cái này là mình khai báo cái dạng tổng quát của nó là như thế này. Ok. Sau đó là anh em vô cho mình cái file root này. Cái chỗ mà public layout này, đó, trong cái children của nó, anh em thêm cho mình một cái object. Thêm cho mình một cái object và cái path này anh em lấy là property detail ID nhá. Mình sẽ khai báo cái dạng tổng quát ở đây. Đấy. Và cái này sẽ là property property detail. Rồi ok, lưu lại. Ok, khi này là mình đã định nghĩa xong một cái ram mới nữa rồi. Bây giờ mình sẽ ra handle cái thẻ kia đúng không? Tức là khi mình click vào cái thẻ đây, click vào đây thì nó sẽ đi ra cái trang đó. Thì mình chưa làm cái hiệu ứng click vào cho thằng này, tức là bây giờ mình sẽ để nó là một cái thẻ link luôn nhé. Trong cái thẻ thì nó nằm ở trong cái component và base này, hook này, sidebar. Ai trong cái component này nó phải có một cái gọi là property. Rồi, trong này nó sẽ có một cái thẻ. Đấy, cái thẻ này nó sẽ có một cái H1 là cái name này, thì thay vì mình để H1 thì mình sẽ sửa lại là thẻ link luôn. Đó, mình để thẻ link để làm gì? Đó, để mà khi mà mình click vào thì nó sẽ đi tới một cái trang nào đó luôn nhá. Thì chỗ này mình sẽ là dùng template string này. Đấy. Đầu tiên sẽ là path name. Cái path này chấm anh em phải vô cái này là không cần public layout đúng không? Thì cái này vô thẳng luôn cho mình là cái detail. Đó, và chỗ này mình sẽ cộng với ID thì nó mới khớp với lại cái dạng tổng quát hồi nãy mình khai báo đúng không? Thì cái ID này là mình sẽ lấy từ đâu? Thì đơn giản là mình sẽ lấy từ property này. Đấy, chấm ID luôn. Ok. Được rồi. Và chỗ này anh em để cho mình là khi mà mình hover vào thì mình sẽ underline cho nó nhé, để mình biết là kích vào được đây đó. Khi mình để vào đây thì mình sẽ kích vào được nè. Đó, ok. Anh em có thể dùng tạo nhiều hiệu ứng khác nhau, giả sử khi mà hover vô thì nó ra màu khác chẳng hạn. Đó thì anh em tùy thôi, anh em muốn muốn hiệu ứng nào thì anh em làm hiệu ứng đó ha. Thì mình muốn làm hiệu ứng cho nó tường minh nhất có thể. Thì anh em để ở đây anh em thấy là ở dưới góc 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 trái dưới của màn hình này nó sẽ có cái link. Đây anh em ha, nó sẽ là detail 1 này, detail 2 này, detail 3 này. Đó, 1 2 3 tức là cái ID. Đó thì nó sẽ ra như thế này. Đó, nó sẽ ra một cái như thế này, được chưa? Nó sẽ ra đúng cái trang detail của mình. Thì cái trang này á là mình đã có được cái ID ở trên URL này, thì mình sẽ lấy cái ID đó, mình sẽ gọi API để mình lấy hết thông tin của cái đó đúng không? Của cái bài đăng đó. Làm lại nhé. Cái nữa đây. Mình sẽ lời spec lên này. Kéo ra một tí nha. Đó, kéo ra một tí. Clear đây này, để network này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ check xem là bên server. Bên server là ông đó ông đã handle cái get detail của một cái property chưa? Thì vô trong cái controller này.
Đó, mình check xem nhá. Đầu tiên là get nè, đây là get hết nè. Đó, mình chưa có get detail ha nè. Ctrl C ở vô, mình sẽ copy cái thằng này, mình sẽ để là get này one hoặc là get by id. Đó, mình sẽ để là get one by id đi, one by id rồi. Thì chủ yếu là chỗ này của mình sẽ lấy được cái ID ra này, constructor này, mình sẽ lấy được ID bằng, anh em đặt luôn cho mình là property ID luôn nhé, để khỏi trùng gì đặt ID ID miết thì nó sẽ trùng ạ. Mình sẽ để là request.param, đó mình cũng sẽ lấy cái param ID này ra. Sau đó là mình sẽ làm gì nè, mình sẽ là vô chọt vô cái DB ở sau lại vô user đây, new property, tại sao này lại chọn vô user nhỉ, anh em comment này lại cho mình nhé. Mình sẽ check xem cái root nó có cái gray chưa, à nó chưa có, vậy là cái đó mình có bị bát mình chưa sửa thôi. Anh em phải chọn vô cái thằng nào nè, chọn vô cái property này, rồi mình là cái method là file này one, ok, hoặc là anh em có thể là dùng cái thằng file by bk nhá, bk là primary key á, tức là mình sẽ tìm theo cái khóa chính, là khóa chính lúc này là mình sẽ truyền vô là property id luôn. Còn nếu mà anh em file one thì anh phải truyền vô một cái key là where, where cái gì đó ID bằng ID. Còn nếu mà anh em đã là file by primary key á, thì anh em chỉ cần truyền cái ID vào thôi. Ok, sau khi mà đã lấy được nhá, đã lấy được hiện tại á, là mình chưa có truyền option gọi là để lấy cái association của nó. Bây giờ mình sẽ là return cái này trước thôi. Ok, cái success hay không mình sẽ là boolean của cái thằng respond này. Anh em nếu mà không dùng cái boolean thì anh em có thể dùng là hai chấm respond nhé, hai cái dấu 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 nghịch đảo lên thì nó cũng không khác gì đâu, tức là cái dấu than đầu tiên nó sẽ nghịch đảo cái respond lên này, đó nó sẽ chuyển thành true false luôn. Thì cái thứ hai nó sẽ nghịch đảo của cái đầu lên thì nó sẽ là về lại ban đầu. Nhưng mà đây là một cái cách để mình chuyển một cái biến gì đó sang dạng boolean nhé. Ok, nếu mà cái thằng file by primary key này nó thì không có thì nó xả về là null thôi, thì khi mà anh em nghịch đảo cái null lên thì nó sẽ là true đúng không, là đúng. Thì khi mình nghịch đảo của cái true lên thì nó sẽ là false, thì có nghĩa là thằng này là success, là false vậy thôi. Message thì nếu mà có response thì để là got, không thì can not get property đi, property. Ok, còn cái current user này vứt đi, mình không cần. Đó, trước mắt thì mình sẽ định nghĩa một cái hàm get đơn giản như vậy thôi, sau đó là ra định nghĩa một cái root luôn. Và tí này mình sẽ dùng là method get, mà anh em thấy là mình có hai thằng get thì cái địa chỉ á, cái link của nó mình phải cho nó khác nhau. Thì cái thằng ID mình sẽ để ở dưới ha, không thì mình sẽ để anh đây, mình sẽ để là get này, gọi là one đi. Rồi, trong này mình sẽ để là ID ở đây, mình sẽ để là property này. ID. Đó. Rồi, thì khi mà nó gọi vô cái API này thì mình sẽ gọi tới cái thằng là get one by ID, được chưa? Còn nếu mà nó không có gọi link này, nó gọi vô cái link ở dưới thì nó sẽ lấy tất cả. Rồi, ngon lành. Cái get này mình cũng write limiter luôn. Thì cái này đúng ra là mình sẽ không có giới hạn nha, tại vì nếu mà mình muốn giới hạn á là mình sẽ write limiter. À, cái này là tránh spam thôi, đúng không? Cái này là tránh spam thì mình cứ giới hạn nó thôi. Ok. Ok. Rồi, sau khi mà có một cái API
Viết xong API rồi, mình sẽ vô client nhé. Chỗ đây tạo ra một cái hàm ACS mới để mà gọi tới, gọi là API này, get detail property. Rồi cái này mình sẽ truyền vô cái gì nè, mình sẽ truyền vô là ID, get property này, xong rồi chỗ này mình sẽ là one, sau đó là mình sẽ cộng với lại cái ID, rồi method là get param này không cần lưu lại. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái detail á, mình sẽ cho nó một cái gì effect nhé, định nghĩa một cái gì effect luôn. Rồi trong này mình sẽ định nghĩa một cái hàm để gọi API. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái ID ra trước đúng không? Mình sẽ là constant này, ID bằng view bar lấy ID trên cái URL ra. Thì làm sao để biết tên nó là ID để mình lấy, thì là phụ thuộc vào lúc mà anh em định nghĩa cái sorry, định nghĩa cái link tổng quát anh em. Đây anh em định nghĩa cái param của anh em là hai chữ ID này, thì qua bên đây anh em sẽ lấy lại ID. Còn nếu qua bên đây anh em định nghĩa hai chữ này là property chẳng hạn, property ID chẳng hạn, đúng không? Thì cái ở chỗ này anh em cũng sẽ lấy là property ID đó. À, hiểu không? Đấy thì phụ thuộc vào anh em lấy cái chỗ này là cái gì thôi. Mình thích để ID thì mình sẽ lấy ID vậy thôi. Rồi khi mà đã có ID rồi á, thì để cho cái thằng view effect này nó nhìn vào cái ID này, thì khi mà ID thay đổi thì nó sẽ gọi lại cái hàm trong này. Thì mình sẽ là đặt tên một cái biến gọi là effect này. Effect cái gì? Lý do là mình sẽ để cái hàm này ở trong view effect á, là vì sao? Là nếu mà anh em để ở ngoài á, thì mỗi khi component này nó render lại á, mặc dù là cái view effect này á, cái ID này không thay đổi nha, thì nhưng mà một cái lý do nào đó mà câu này render lại á, thì nếu mà anh em để ở ngoài thì nó sẽ tạo lại cái hàm này thôi đó, nên nó không cần thiết thì anh em bỏ vô trong cái này luôn. Thì tức là khi nào thằng ID thay đổi thì nó mới tạo cái hàm này và nó fake API mới ha. Mình sẽ để là fake detail property bằng hàm này là một cái hàm bất đồng bộ. Rồi mình sẽ RFN đó, hello, mình sẽ là array function chứ nhỉ, nó nhỉ, constant này, response bằng await này. Rồi mình sẽ gọi tới API get detail property, lúc này mình sẽ truyền ID vô đây, ok. Sau đó là mình sẽ lock, khỏi lock luôn cũng được, mình chả cần lock làm gì, coi trong cái network là được ha. Cái này là mới định nghĩa thôi, thì dưới này anh em sẽ gọi cái hàm đó đó, anh em sẽ gọi cái hàm đó cho mình lưu lại. Cái chỗ này nha, cũng được, để gì cũng được. Rồi vô đây anh em sẽ thấy là mình sẽ có một cái API là gọi là hai nè, nữa ha. Đó mình sẽ xem thử là cái chỗ review này lấy về này, nó là God này và là True, thì có nghĩa là mình bị ngáo ở cái chỗ này là method get, nhưng mà mình là không truyền về cái gì cả. Mình sẽ để là property này, data, rồi thì bằng cái response đó, ok. Hay là mình sẽ để là data thôi cho nó nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại này, mình sẽ click vào thằng này, anh em sẽ thấy là nó gọi cái thằng số 3 này đó, và review anh em sẽ thấy cái data này, đó là full data của cái dự án đó. Ok, thì lúc này là mình đã lấy full thông tin của dự án đó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi dùng cái thằng này để mà làm một cái trang detail. Thì trước tiên mình sẽ nói rồi đúng không? Mình sẽ làm một cái hình ảnh ở sàn sàn như thế này, và cái hình đó mình sẽ làm cho nó giống giống thằng này nha. Thì cái này á là không thì mình sẽ lấy luôn cái hình này cho nó đỡ mất công, và mình chỉ cần thay đổi cái tựa đề trên này thôi. Thì đơn giản là đi qua cái thằng đó copy paste thôi.
cho nhanh. Thì nó là cái thằng property này. Đó, anh em thấy là mình sẽ có một cái breadcrumb này, một cái IML này, một cái relative này. Để xem thằng này là thằng nào. Đó, ở đây nó dùng main này. Đó, nguyên cái đoạn này là đoạn ở ngoài, thằng C. Rồi, mình sẽ dán vô đây. Rồi, xong. Ở cái này mình sẽ đặt class name, mình sẽ để wishful cho nó chắc. Ok, vô trong này, mình sẽ import cái breadcrumb này vào. Xong, chỗ này mình sẽ để là detail. Rồi. Ok. Hello anh em nha. Rồi, bây giờ khi mà mình add cái breadcrumb này vô á thì cái bên này nó hiển thị như này thì mình không đúng ý mình nha, tại vì nó hiển thị cái ID ra này chả thể hiện được cái gì cả. Với lại cái chữ detail này á, mình sẽ sửa lại thành cái property luôn, tại vì cái này á là ở ứng với mỗi chỗ là mình sẽ kích được đúng không anh em? Thì cái chỗ path này mình sẽ sửa lại một xíu này cho nó nhìn có vẻ ổn. Đầu tiên nhá, là cái chỗ detail này này là mình sẽ không dùng cái này nữa. Không dùng cái này nữa. Ở đây. Và cái chỗ này mình sẽ để là property. Sau đó mình sẽ sượt qua cái ID. Đó. Thì khi mà kích vào đây trong cái thẻ rồi. Thì trong cái thẻ này khi mình kích vào thì mình sẽ kích vào cái thằng property đó, sau đó là sượt ID lưu lại. Thì lúc này nhá, khi mà anh em ra ngoài inspect lại này. Reload lại chứ. Nó kêu là biết sao nữa không? Còn trong một cái là thằng root nhá. Trong cái thằng root này anh em sửa lại cho mình luôn. Detail ID này là property sượt ID. Rồi cái này là property. Ok. Ủa xong rồi mà. Bass này. Mình sẽ có một cái là này là để xem nhá. Property này. Sự property sẽ ID này. Rồi, mình sẽ quay lại này. Đó, mình sẽ kích lại này. Đó là nó sẽ ra cái gọi là home này, property đúng chưa? Thì khi mà anh em kích vào cái property thì nó sẽ ra lại cái trang property này. Đó, khi anh em kích vào cái này thì nó sẽ ra cái này. Thì cái chỗ này là cái ID này, ID này thì mình sẽ thay thế bằng cái tên nhá, bằng cái tên của cái gọi là gì nhỉ? Bằng cái tên của cái property đó nhá. Thì trong cái breadcrumb này anh em định nghĩa thêm cho mình một cái nữa, đó là property này sượt ID này. Rồi, có nghĩa là mình đi theo cái cú pháp này, hai này là param này, đi theo cái cú pháp này thì cái breadcrumb này mình sẽ để cái gì? Thì cái chỗ này nè. Đúng ra nha là mình nên thêm một cái title nữa để mình lấy được cái title đó mình ném vào đây ha. Đấy thì trong cái bus này anh em định nghĩa cho mình thêm một cái nữa ID, xong rồi thêm một cái param nữa là title. Đấy. Hoặc là mình sẽ để cái này lưu lại, sau đó là vô cái thẻ nha. Bây giờ mình sẽ vô cái thẻ, mình sẽ thêm cái title vô nữa. Rồi, property này chấm title chấm name chứ nè. Rồi cái name này á lưu lại. Ok, thì giả sử như là mình làm như vậy đi, thì khi mình lao đây mình kích vào lại đó thì nên thấy là nó ra một cái gì 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 đó rất là dài đúng không, thêm cái ID là hai nữa nè. Đó thì nó sẽ phân biệt bằng cái dấu sự này nè. Thì cái chỗ này nè mình nên xóa một cái nhé, mình nên xóa một cái đi, hoặc là mình sẽ để ID luôn. Và khi mà có ID thì mình sẽ handle, thì mình không khỏi cần để title cũng được.
để nó rườm rà đó, để mỗi ngày đi thôi. Trong cái thằng bass này, bỏ cái title đi, trong cái break room này mình sẽ lấy được cái ID này. Trong cái ID này mình sẽ có một cái là custom đó, mình sẽ viết ra một cái custom anh em. Để mình lên mình sợ lại cái cú pháp viết custom nhé. Đó, mình sẽ viết tạo một cái MVM này. Mình sẽ dùng một cái gọi là dynamic để mình lấy được cái tựa đề nhé. Đâu rồi, cái chỗ advanced đây, cái dynamic này đó. Thì khi mà mình lấy được cái match.param.id này đó, mình sẽ lấy được cái ID đó. Thì khi mà có được ID đó là mình sẽ có thể nha, mình sẽ có thể dùng cái ID này để lấy được cái title kia. Để xem nào, nó sẽ gọi một cái ID. Ok, bây giờ cái chỗ vô store này mình sẽ làm một cái biến nhỏ đi đó, cái chỗ property store này anh em tạo cho mình một cái là current nhé, current này, property này, current property tức là cái thằng detail hiện tại nha. Nếu mà không có nó sẽ là null. Sau đó là viết cho mình một cái hàm, một cái method, chỗ này mình sẽ đánh dấu là đặt tên là method nhé để phân biệt ha. Rồi ở trên này sẽ là property nhé, những cái thuộc tính ha. Rồi những cái method trên này thì nó có một cái get này. Ok, bây giờ mình sẽ cần một cái gọi là gì nhỉ, set này, current này, property này. Thì cái này á, là một cái convert thôi. Rồi thì cái convert này á, mình sẽ trả về một cái hàm set luôn. Đó, trong hàm set này mình sẽ có cái convert. Đó, thì trong convert này mình sẽ return cái gì đó. Rồi thì cái đầu tiên á, mình sẽ nhận vào cái gì? Thì khi mình gọi cái hàm này á, thì mình sẽ đẩy cái detail, gọi là property detail nhé. Đó, mình sẽ đẩy cái property detail data vào đây. Và khi mà mình gọi mình thì mình sẽ xét cái gì? Mình sẽ return cái thằng current property. Property cái này nhé. Rồi là sẽ bằng property data. Ok chưa? Đó thì lúc này là mình sẽ khi mà mình gọi xong cái property thì mình sẽ xét cái thằng này nhá, mình sẽ xét lại cái thằng này qua bên cái thằng detail này này. Nó khi mà anh em gọi có rồi đó thì cái chỗ này anh em sẽ tạo một cái biến ha, đúng không? Anh em sẽ tạo một cái biến, anh sẽ đặt tên là property đi, đi theo đó anh em sẽ đặt một cái biến. Sau đó nha, sau đó khi mà anh em gọi xong thì anh em sẽ check nó success và anh em sẽ gán vào cái biến này, đúng không? Đó thì chỗ này mình sẽ là if này, nếu như mà respond này, respond này chấm success này đó, nếu mà nó thành công thì mình sẽ xét cái gì nè, cái property detail này đó là bằng cái respond chấm data này. Ok rồi, khi đó nha anh, sau khi mà anh em xét như này thì anh em có thể xét tiếp một cái nữa là cái thằng xét này constant, mình sẽ lấy từ cái thằng view property store này đó, tức là cái mình sẽ lấy cái ông hàm này để mình lưu ở trong cái store của thằng Justin luôn. Mình sẽ lưu một cái detail ở đây để làm gì, để mình có thể lấy được cái title của nó. Đó là một cách. Còn một cách khác, giả sử một cái cách khác đi là
Đi nói cách này cũng được, tại vì biết sao, nếu anh em làm theo kiểu là khi mà anh em cái lúc mà ở cái thẻ này nè, anh em navigate đúng không, anh em navigate tới cái thẻ link này nè, anh em navigate tới cái trang đó, tới cái trang detail đó, thì giả sử như anh em cấp theo cho nó một cái state, tức là truyền cái một cái biến đi theo khi mà chuyển trang á, thì mình truyền được, có thể truyền được cái biến nha đó, mình sẽ thêm một cái thuộc tính là state đi nữa. Nhưng mà khi mình reload lại trang á thì nó sẽ không còn cái state đó nữa. Anh em ấy không thì mình sẽ thử luôn. Tu này. Tu ở chỗ này mình sẽ có một cái state nha. Đây, mình sẽ có một cái state này. Ở trong cái state này, giả sử như mình truyền là name đi, là bằng cái property chấm em nhé. Đó thì khi mà anh em ở cái trang, khi mà anh em bấm vào cái link này thì anh em ở cái trang đi theo, anh em sẽ lấy được cái state đó bằng cách nào, thì bằng cách là anh em sẽ là constant này, location bằng view location, anh em sẽ dùng cái thằng view location này ra, anh em sẽ lấy, mình sẽ thử lock cái location này ra nhé. Đó, lưu lại. Rồi trước mắt thì mình tạm thời mình chưa làm hết cái gì trong này đâu, lưu lại này. Ok, sau khi mình vô đây lại cái trang web này, anh em để ý cái chỗ lock này này, khi mình kích vào đây đó là mình nó kêu use state not defined, thì chỗ này thôi. Ok rồi, anh em thấy là cái location của mình á, nó sẽ có một cái state này đó, cái state này nó sẽ là cái title của mình luôn. Giả sử mình reload lại nhé, mà thử là nó vẫn còn không, nếu còn thì khỏi dùng cái store, mình cũng không chắc lắm. Rồi mình sẽ vô đây xem, à cái state này nó vẫn còn nè anh em. Ok vậy thì nếu mà cái state này vẫn còn á thì không cần dùng cái thằng này làm gì nữa, xóa đi, tại vì dùng thằng store này á, khi mà nó cập nhật lại á là ông đó ông sẽ rất là gì, mình ở trong cái breadcrumb này, cái breadcrumb từ nhé, tại vì cái breadcrumb này á, là mình đang để ở ngoài, mình đang để ở ngoài. Mình đang để ở ngoài. Để mình thử, mình sẽ thử lock cái location của thằng này ra thử nhé. Coaster này. Location. Bằng view location. Coaster lock location. Rồi, bên trong cái detail này thì mình xóa đi, mình không cần lấy thằng này đâu. Xóa đây. Rồi mình sẽ đi vào lại cái trang này, thì cái location này, à nó vẫn có này, à tức là nó ở cái link này, nó ở cái param này, thì miễn là nó vẫn ở cái trang này, nó vẫn ở cái URL này, thì mỗi cái model mà xuất hiện trên đó đều lấy được. Ok vậy thì ngon. Thì cái chỗ này nếu mà nó vô cái trang ID này thì mình sẽ mình sẽ ở breadcrumb, có cái location này đúng không, mình sẽ lấy cái location này mình ném vào đây ở match.bassname, thằng này nó là match.param.userid này. Vậy thì cái biến này mình phải bỏ ở trong này. Dynamic
Nếu mà UID thì mình sẽ dùng cái dynamic này. Thì cái dynamic này tức là mình sẽ dùng cái hàm match, mình match chấm cái thằng ID này, mình chọc vào đây. Chỗ này mình đã lấy được cái title rồi. Mình đã lấy được cái title rồi thì mình sẽ chọc vào cái name ở trong này. Từ từ nhá. Breadcrumb. Thì mình sẽ lock cái thằng breadcrumb này ra nhé. Đó, mình sẽ xem thử là nó lấy được cái gì. Dòng thứ 14. Đây, nó đang lấy được 3 thứ. Đầu tiên là cái key đầu tiên là không nói đúng không? Cái cây mà set 5 này này là nó lấy được cái location này. Đó, mình có location chấm state này, chấm name này. Ok, mình lấy được luôn cái lần location này. Lấy được location này, chấm state chấm name này. Đó, hàm match này. Đó là match ID này. Root này, breadcrumb này. Vậy thì mình sẽ không cần cái thằng này, không cần cái view location làm gì. Mình sẽ tạo một cái constructor đi. Đó, mình sẽ đặt luôn là dynamic luôn nhé. Dynamic break này, crumb này. Ok, thì cái thằng này nó là một cái hàm. Rồi, thì cái hàm này mình sẽ để ở trên này. Rồi, thì trong cái hàm này nhá, mình sẽ nhận vào được một cái hàm là hàm match. Hàm match. Đấy. Thì cái hàm match này thì mình sẽ return ra cái thằng mà mình muốn đúng không? Thì mình sẽ return ra cái gì? Mình sẽ return ra một cái thẻ span này. Thẻ span luôn. Đó, thì trong cái thẻ span này mình sẽ trả về cái gì? Mình sẽ có là gì? Nếu mà có ID á thì mình sẽ trả về là match này. Chấm. Anh em vô đây xem thử là cái thằng match của mình nó cái số 2 đúng không? Đây. Location. Đó, nó có một cái match này. Mình sẽ làm match chấm match chấm đâu rồi? À, mình có location. Trong cái match này không thấy á. Vậy thì mình sẽ thử lock cái match này ra trước nhé. Rồi, mình sẽ là vẫn như này. Đó, mình sẽ là console lock này. Chỗ này mình sẽ để là data luôn, không cần phải lấy cái match đâu. Mình sẽ lock cái data ra xem thử nó lấy được cái gì. Sau đó là mình nhớ ra return lại một cái thẻ span nhé, để cho nó có hương có hoa thôi. Mình sẽ để là test. Ok, lưu lại. Thì cái chỗ breadcrumb này mình sẽ dán vào đây. Đó, ok. Rồi, ra ngoài mình sẽ test này. Đó, nó ra được cái chữ test này, anh em thấy không? Thì khi mà nó cái mask, cái data của mình nó sẽ có cái location này. Đấy, mình sẽ lấy là location.state.name nhé. Có nghĩa là khi mà mình đã là dynamic á thì mình sẽ là return cái này, thì mình sẽ lấy cái location ra luôn. Location. Ok, mình sẽ lấy cái thằng location này này. Mình sẽ là gì? Location này. Chấm state này. Chấm name. Đấy. Đó, anh em thấy không? Là nó ra được cái tên của cái bài đăng đó, nhưng mà thằng này nó là gì? Nó quá dài thì mình sẽ
để nó ngắn thôi, và còn lại mình sẽ để là ba chấm nhé. Còn lại mình sẽ để là ba chấm, mình sẽ xóa cái này đi. Thì để làm được cái đó thì trong cái thằng span này này, span này đúng không, anh em thêm cho mình nữa là một cái nữa là width, mình sẽ để là khoảng 300 đi ha, khoảng là 300 pixel đi, 300 pixel được chưa. Sau đó là mình sẽ thêm một cái là light clamp, là mình để là một, tức là mình sẽ không cho nó xuống dòng, và giới hạn width nó là 300 pixel lưu lại. Thằng này nó là đi xuống một hàng dọc rồi, ở trên này cái break room này, nắp lên này, rồi về thằng này mình sẽ đặt nó là một cái thẻ div luôn, cho nó một cái class name luôn, đặt là flex ic là center lưu lại. Ok, nó tách ra như thế này, và 300 anh em thấy nó dấu 300 không? Thì bây giờ mình sẽ là JC này là center này. Mình sẽ xem tụi này nó như thế nào. Nó đang tách làm 3. Nó đang tách ra làm 3 thì ở trong cái thằng Naplin này. Hay là mình phải class name này. Flex này. JC là center, được lại nè. Rồi. Mình để là width là 300 này, tất cả những cái thằng width nó đều là 300 đúng không? Mình chữ này mình sẽ để là max này. Break room. Đây, mình sẽ xem thử là nó sự khác biệt, thằng này có location này. Thằng này có location này. Thằng này 3 RAM là không có này. Còn thằng dưới này đi là 3 RAM là có này. Tức là mình sẽ check xem là thằng nào mà có 3 RAM á, thì nó sẽ vô đây. Mình sẽ để là Tywin Mode này. Slash S nha. Rồi, mình sẽ để lại cái như cũ này, và cái đoạn này á thì mình sẽ dành cho thằng nào mà có 3 RAM thôi. Hiểu không? Tức là thằng nào mà có cái thằng max chấm 3 RAM thì mình sẽ thêm hai thằng này vào, và cái thằng này mình sẽ để là khoảng 200 thôi. Ok, và cái 3 RAM này nó sẽ là lúc nào cũng có, nó là một cái object thì mình sẽ là gì? Object chấm key. Đó, mình sẽ check key của cái object này. Chấm len mà lớn hơn không. Mà lớn hơn không, tức là nó có 3 RAM thì mình mới hiển thị, còn không có 3 RAM thì nó là width fit nha. Rồi anh em thấy không? Đó, thì cái chỗ này là mình sẽ không cần cái class name của thằng này. Không cần. Rồi, thử bỏ cái class name của thằng này luôn. Rồi, nếu mà mình để như này á thì ông thần này ông sẽ xuống dòng, thì chỗ này nhá mình sẽ để thẻ rỗng luôn, hoặc là để cái thẻ fragment cũng được. Đó, thì cái này mình để class name là gì, white space là no graph. Ông không no graph à, thì mình sẽ cho ổng là flex center. Ồ, để flex đâu mà không ăn à. Vậy là cái thẻ fragment này là nó không ăn nè, CSS rồi, nó sẽ để là thẻ div này. Rồi, để thẻ div thì nó ăn. Giả sử như mình không để flex mà mình để lại white space xem nào, nó ăn không? No wrap. Vậy là nó không ăn. Vậy để flex thì nó mới ăn, đúng không?
Thì cái này mình sẽ bỏ cái giống này luôn. Đó thì nó dính như này. Thì nhiệm vụ của mình đó là sẽ tách tách cái thằng span này và cái tách cái thằng span này và cái thằng này ra, đúng không? Thì chỗ này mình sẽ để thêm một cái thẻ span nữa. Rồi mình sẽ có hai thẻ span. Nhiệm vụ của mình đó là cho nó cách nhau ra. Thì cái thằng này mình sẽ là class name này, padding x mình sẽ cho là 3 đi. Đó thì như này thì nó sẽ cách nhau ra này, mình sẽ cho là 2 thôi. Đó thì khi mà anh em vô này đó thì nó là hợp lý, đúng không? Ok, vậy video sau mình sẽ làm tiếp cái đoạn dưới nha. Thì cái đoạn này là sửa cái breadcrumb nhỏ nhỏ thôi. Thì cứ mỗi ngày làm một ít ha, mỗi ngày làm một ít. Cái tựa đề detail này mình thấy nó không, nó hơi 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 dở. Mình để hôm sau nghĩ ra cái gì nó hay hay mình sẽ để trên này. Đó thì nó là hiện tại là cái property này. Đó kích vô, kích vô thì nó báo là gì? Không có null null name này, tức là không cho nó kích vô luôn. Nghĩa là cái hiện tại rồi đó thì mình sẽ không cho nó kích vô luôn. Còn nếu mà nó kích vào á thì mình sẽ phải thêm cho nó một cái gọi là state. Đó là giống như hồi nãy, tức là mình sẽ để là name này là bằng cái name là sẽ bằng cái location. Location nó sẽ bằng là location chấm state chấm name. Thì khi mà kích vào thì mình sẽ vẫn còn, đúng không? Qua lại này, rồi vô đây. Ở thằng này nó nhảy lên nha, kích vào đây đó, kích vào nó vẫn không lỗi, đúng không? Tức là mình vẫn kích được. Thì chỗ này tại sao thằng có kia nó lại tự nhảy lên? Để mình check xem nha. Hai thằng này là hai cái deep flex sensor này, item là sensor. Thằng span này ngáo à? À tại vì thằng này nó không có cái dấu này. Đi rồi ạ. Thì chỗ này mình sẽ thêm luôn. Nếu như mà không có đi. Chỗ này mình sẽ không vào và nữa, mình sẽ để là tôn tử ba ngôi luôn. Tức là nếu mà nó lớn không thì nó như vậy, còn nếu mà nó nhỏ hơn không thì mình sẽ để là flag này, item là center. Nếu mà offset, à nhầm nhầm nhầm, bấm vào và nhé, thêm một cái là flex item center ở đây nhé. Đấy. À để như này thì nó không có claim được à? Anh em đợi tí nhé.